Em xin chào cả nhà nha. Em vườn hoa lan rừng trồng MBS. Hôm nay em lại tiếp tục lên phiên bán hàng, chia sẻ giống cho các anh chị em cô chú nhà mình siêu tầm. Hôm nay thì bên em có ngọc thạch này, ngọc thạch ba màu này, rồi hoàng phi hạt đặc biệt thì bên hôm nay em lựa được mấy chậu này. Hôm nay vườn tiếp tục nở hoa thì lại có vài chậu mắt đen. Đó, em lên chia sẻ cho các anh chị em cô chú nhà mình siêu tầm. Và cả nhà mình thấy đó, đặc biệt cái dòng mắt đen này nó rất là hiếm nha, rất là ít. Như bên vườn em trồng đây, số lượng bạc ngàn luôn. Trồng hoàng phi hạt số lượng rất là nhiều. Đó, cả nhà mình xem nè. Mà để mà nở được mắt đen á, thì chỉ có đếm trên đầu ngón tay thôi. Đó, rất là ít. Đó, như cả nhà mình xem, toàn bộ khu đây là hoàng phi hạt này. Mà để mà nở được có được mắt đen thì nó rất là hiếm nha. Cho nên các anh chị em cô chú nha, mình ai chưa có giống thì mình siêu tầm cho nó đa dạng giống nha. Cho vào mùa này á, thì có thể em bán là nở cây ra mắt đen, em bán mắt đen. Chứ còn như có một số các anh chị em cô chú nha, mình chưa có biết rõ thì kêu là lựa cho cái chậu mắt đen đang nụ đó, thì em bỏ tay. Thật sự nó đang nụ thì mình chưa biết là nó mắt đen hay là mắt gì đâu nha. Trừ khi mà chỉ có năm nay mà giữ lại trồng riêng á, trồng riêng đánh dấu thì mới biết được nó là chuẩn cây mắt đen nha. Rồi hôm nay thì có vảy rồng nè. Đó, vảy rồng mấy cục rất là đẹp nè. Đang nụ nè. Đang nụ. Đó, vảy rồng bên em thì hiện tại thuần trên cục gỗ rất là đẹp nha. Vảy rồng. Rồi ngọc thạch thì hôm nay em sẽ lựa em quay từng mã cho các anh chị em cô chú nha mình xem từng mã cho nó dễ nha. Đó, cho nó dễ để mình lựa chọn được cái giò cho nó ưng ý nữa nè. Đó, mình lựa chọn được cái giò cho nó ưng ý rồi mình biết được cái giò mình mua là cái giò nào, nó như thế nào cho nó dễ nha. Bên em chọn bán hàng thì vẫn là hình thức cũ, chưa bao gồm phí ship nha cả nhà. Đó, cả nhà mình muốn lợi cước thì mình gộp đơn cho nó lợi cước nha. Còn cả nhà mình lưu ý giúp em là nhà bên em bán là giá niêm yết. Thứ nhất là chưa bao gồm phí ship, thứ hai là giá niêm yết nha. Đó, bên em bán giá ít lợi nhuận cho nên không có giảm giá và không có bao ship được nha. Rồi cái B1 này, cây đang nụ nè. Đang nụ rồi cả nhà mình xem nè. Mầm gốc là đang bật lên hết rồi nha. Đó, cồi mầm gốc hết rồi. Rồi cái B1 này là em bán với giá là 101. Đó, ngọc thạch ba màu nè, 101. Rồi tiếp theo là em lên B2. B2 này, đó, bật mầm gốc rồi nè. B2 này thì em bán với giá là 130.000. Đó, 130.000 cho B2. Cả nhà mình muốn lợi cước thì cả nhà mình gộp đơn nha. Rồi B3. B3 này em bán với giá 170.000. Đó, đang bật mầm gốc rất là nhiều luôn. Cây đang nụ nè, dày nụ, 170.000. Rồi tiếp theo em qua B4. B4 này 170.000 luôn nha. Đó, đang nụ nè. Đang nụ rất là nhiều, 170.000. Rồi tiếp theo em qua B5. B5 này em bán với giá 150.000. Đó, mẹ B5 150.000. Rồi tiếp theo em qua B6. B6 như thế này. Đó, rất là nhiều nụ nè. Đó, cây dày nụ. B6 này rất là nhiều thân. Cả nhà mình lưu ý giúp em là toàn bộ là đang bật mầm gốc rất là nhiều nha. Đó, như cả nhà mình xem để kỹ ở dưới gốc nè. Đang bật mầm gốc nhú xanh rất là nhiều. Rồi B6 này em bán với giá là 190.000. Cho B6 nha. Cả nhà mình đừng quên kết bạn Zalo với số điện thoại 0392494 7. Mọi phiên bán hàng em đều chia sẻ về bên Zalo hết nha. Rồi B7 nè, em bán với giá là 140.000. Đó, 140.000 B7. Rồi tiếp theo em qua B8. B8 chậu này thì em bán với giá 140.000. Cho cái B8 nè, 140.000 nha. Rồi tiếp theo là B9. B9 này thì em bán với giá 140.000 luôn. Cho B9 nè. Đó, hôm nay thì em sẽ lựa, em quay từng mã
từng mẻ có mẻ ít tiền, mẻ cao hơn. Thì nói chung cây á, mà thứ nhất là cây ít giá rẻ hơn thì nó ít vòi ho hơn, rồi nó ít nụ hơn, nó ít thân mầm gốc hơn. Rồi B10 này em bán với giá là 170.000. Đó, cả nhà mình xem toàn bộ chậu nào cũng vậy nha, mầm gốc đang nhú lên rất là nhiều nè. Và hàng này á, thuần toàn bộ là năm nay là năm thứ 3 rồi nha. Đó, chứ không phải là hàng mới trồng nha, cả nhà mình lưu ý. Rồi, tiếp theo là B11. B11 mẻ này, nó đang nụ nè. Cây dưới vẫn có đang ít nụ nữa nè, em bán với giá là 140.000, mầm gốc nhú nhiều nè. Rồi B12. Đó, B12 đang nụ nè. Mấy thân bên đây cũng đang nụ nhiều nè. B12 em bán với giá là 160.000. Rồi tiếp theo là B13. B13 mã này em bán với giá 170.000. Thân đang nụ nhiều nè. 170.000 nha. Rồi B14. B14 này thì em bán với giá cũng 170.000 luôn. Đó. Mầm gốc nhiều nè, thân đang nụ nè, rất là dày. Rồi B15. B15 mẻ này thì em bán với giá 180.000. Đó, thân nụ nhiều nè nha. Đó, hiện tại thì nụ nó còn nhỏ thì cả nhà mình chưa có thấy nó dày. Chứ còn nhìn ở ngoài thực tế thì nó rất là nhiều nha. B15 180 nè. B16 mẻ này thì em bán với giá 190.000. Đó, B16 nè. Cây đang nụ nhiều nè. Bên này cũng vậy nè, 190.000. Rồi tiếp theo em lên B17. B17 này nè, cả nhà mình xem nè, mầm gốc nè đang lên rất là nhiều. Rồi B17 này em bán với giá là 220.000. Đó, cả nhà mình xem nè, thân nụ nè, đang lên nụ rất là đẹp nha. Nó như cả nhà mình thấy, bây giờ mà mình mua cái hàng ký đi, mua hàng ký là để bao nhiêu tiền rồi, mà bây giờ cả nhà mình mua được hàng thuần mà với giá một trăm mấy chục ngàn một chậu, mà thuần năm nay là năm bắt đầu năm thứ 3 đó, thì cả nhà mình thấy không, giá quá là ok đúng không. Đó, cả nhà mình xem bộ rễ nè, bộ rễ là thuần ok hết rồi. Đó, toàn bộ là đang nhú mầm gốc. B18 em bán với giá là 201 nha, cho B18 nè. Rồi tiếp theo là em qua B19. B19 này em bán với giá là 180.000. Đó, cho B19 nè, 180 nha. Toàn bộ mẻ nào cũng đang nhú mầm gốc nhiều nha, cả nhà mình không có lo nha. Rồi B20. B20 này thì em bán với giá là 180.000. Đó, B20 cũng rất là nhiều nụ nha, nhiều nụ nhiều mầm. B21 này em bán với giá là 160.000. Đó, như cả nhà mình mà không muốn năm nay chưa muốn chơi ho nhiều á, thì cả nhà mình lấy những cái mẻ nó rẻ tiền để mình làm giống. Như những cái mẻ mà 140, 150, 160 đó, thì như ví dụ cả nhà mình nó vẫn có ho cho cả nhà mình chơi, nhưng mà ho nó không được nhiều thôi. Còn các anh chị em cô chú nhà mình mà muốn cái mẻ mà ho nó nhiều á, thì mình lại lấy cái mẻ nó cao tiền hơn. Đó, B21 là 160.000 nè. Rồi tiếp theo em qua B22. B22 170.000. Đó, 170.000 cho B22. Rồi B23. B23 mẻ này thì em bán với giá là 190.000. Đó, như những cái mẻ 190.000 này là cây nè, hoa nè, cả nhà mình xem, dày hoa luôn, những mẻ này thì quá tuyệt vời rồi. Đó, dày hoa luôn nha. B23 190.000. B24. Đó, như cả nhà mình thấy những mẻ cao tiền, B24 nè, 200.000. Đó, thì hoa nè, hoa rất là dày, cho B24 nè. Bên này cũng vậy nha, hoa rất là nhiều. B24 200.000. B25 180.000. Đó, B25 180.000. Rồi tiếp theo em qua B26.
B26 này 160.000. Đó, cả nhà mình thấy nhìn chậu này nè, mầm gốc đang nhú nhiều. 160.000 B26. B27 cũng với giá 160.000. Cả nhà mình sưu tầm hòn phi hạt mắt đen thì cả nhà mình chờ em một tí nha. À, gần hết rồi, xong cái chỗ này thì em lại lên cái hòn phi hạt mắt đen. B28 là 180.000 nè. Đó, B28. Hiện tại thì cây đang nụ đang như thế này thì về cả nhà mình nhận hàng rồi cả nhà mình vừa chơi được hoa luôn. Quá là ok luôn đúng không? Rồi với giá chỉ 100 mấy. Đó, như ví dụ chậu này 170 đi. Đó mà cả nhà mình nhìn thân nè, rồi mầm gốc nè. Đó, mầm gốc đang nhú rất là nhiều. Với giá chỉ có 170 cho B29. Đó thì cả nhà mình về vừa chơi được hoa rồi chăm sóc mầm rồi lên. Đó, rất là ok. Rồi B31 này em bán với giá 160.000. Cả nhà mình muốn lợi cước á, thì cả nhà mình gộp đơn nha. Như cả nhà mình lấy một chậu á, thì phí ship vẫn là 40. Còn lấy hai chậu đến ba chậu thì cái phí ship nó cũng chỉ là 40 thôi. Mình gộp đơn cho nó lợi cước. Chỉ có lấy nhiều hơn á, thì cái phí ship nó cao hơn một tí thôi. Đó, B30 nè, B30 mẻ này nụ cũng nhiều nè, 190.000 cho B30 nha. Rồi B31 mẻ này thì em bán với giá 170.000 cho B31 nè, mẻ này cũng dày nụ nè, 170.000 cho B31. Mẻ nào mầm gốc đồ nó đang lên cũng rất là nhiều cho nên kẻ nha mình cứ yên tâm. Đó, hiện tại mầm gốc đã đang nhú lên hết rồi. Rồi B32 mẻ này thì em bán cho cả nhà mình với giá là 160.000. Đó, 160.000 nè. Rồi B33 chậu này thì với giá là 170.000. Đó, 170.000. Cây nụ nhiều nè. B34 này với giá 180.000. Đó, B34 nè, nụ nè, 180.000. B34 là 180 nè, B35 là 170 nè. B36 này thì em bán với giá là 160.000. Đó, 160.000 nha cho B36. Rồi tiếp theo là em sẽ lên B37. B37 này là một chậu to này. Cả nhà mình muốn sưu tầm chậu to thì mình lấy cái mẻ này. Đó, cả nhà mình xem nụ nè. Nụ nè. Bên này cũng nụ nè. Nụ nè. Bên này cũng nụ nha, nụ dày nụ luôn. Rồi cái B37 này thì em bán chậu này với giá là 380.000 cho B37 nè. Rồi B38 này chậu to hơn nhiều nè. Đó, mầm gốc cũng đang lên dày hết luôn. Rồi B38 này cây đang nụ nè. Nụ nè. Đó, thân đang nụ rất là nhiều nha. Đó, thân bên này đang hé rồi nè. Rồi cái B38 này em bán với giá là 450.000. Đó, chậu rất là bự nè, 450.000 nha. Rồi tiếp theo là em lên cái B39. B39 là cục hoa lan vẫy rồng. Đó, vẫy rồng bên em á, thì em cũng giới thiệu lại với cả nhà mình là trồng toàn bộ là tách bỏ thân già và giữ thân tơ. Cho nên nó lên một giò thì nó mới kín, nó mới dày, giờ nó mầm gốc này. Chứ còn vẫy rồng mà cả nhà mình cứ để im ghép á, thì nguyên tảng thì không bao giờ đẹp được nha. Nó phải tách hết ra thì mầm gốc nó lên, nó mới có chỗ chen, nó lên nó mới thoáng, nó mới đẹp được như thế này. Rồi cái B39 này thì chậu này thì em bán với giá là 900.000. Chưa bao gồm phí ship nè, đang nụ rất là nhiều. Cái này thì sau khi phiên bán hàng thì em sẽ cân lên, coi cái cục gỗ này nó bao nhiêu ký, rồi em sẽ tính chuẩn cái phí ship cho cả nhà mình khi gọi chốt đơn luôn nha. Cục này thì cả cục gỗ với lan thì nó nặng phải ngoài 20 ký rồi nè.
Rồi tiếp theo là cái B40. Đó, B40 cũng là một cục tác phẩm hoa lan vảy rồng nè. Đó, đen hoa. Đó, cái hoa lan vảy rồng nó như thế này. Một số thì nó đen cồi nụ. Đó, được ghép tròn đều luôn. Rồi cái cục 40 này thì em bán với giá là 800.000. Đó, cục B40 em bán với giá là 800.000. Rồi tiếp theo thì em sẽ qua cái dòng hoàng phi hạt mắt đen. Đó, hoàng phi hạt mắt đen hiện tại cả nhà mình mua là về đen hoa luôn. Đó, cho nên là em cũng bán cũng vậy, chuẩn cây đen hoa như thế này. Đó, chậu này thì em bán với giá là 380.000. Đó, 380.000 cho cả nhà mình sưu tầm hoàng phi hạt mắt đen nha. Số lượng hàng bên em trồng nó nhiều á, thì mới có thể vào mùa này mới có thể nhìn được cái cây mắt đen như thế này thì lựa bán cho cả nhà mình nha. Rồi B42 nè, B42 cái mắt đen hồng vàng luôn nè. Đó, rồi cái này thì em bán cho cả nhà mình là với giá là 300.000 cho chậu này nha, 300.000. Rồi chậu này. Đó. Chậu này cũng mắt đen nè. Rồi chậu này thì em bán với giá là 380.000. 380.000 nha. Rồi tiếp theo là chậu B43 là 380 nè, B44 nè. Đó, B44 nè, mắt đen nè. Đó, B44 mắt đen. Rồi em bán cho cả nhà mình với giá chậu này với giá là 300.000. Rồi B45, đó, mắt đen nè. Đó, em cũng bán cho cả nhà mình với giá là 300.000. Rồi tiếp theo là em sẽ lên chậu B46. B46 này mắt đen cánh phớt hồng. Đó, thân to dài nè, mắt đen cánh phớt hồng, thân to dài nha. Rồi B46 này, chậu này thì em bán với giá là 450.000. 450.000 cho cả nhà mình sưu tầm nha. Rồi B47. B47 này thì em bán với giá là 380.000 cho B47 nè. 380.000. Rồi tiếp theo là B48. B48 này là chậu thường nha. Đó, hoàng phi hạt không mắt đen nè. B48 này thì em bán với giá 150.000. Rồi B49 này thì em bán với giá là 200.000. Đó, cho B49 nè, dày mầm. Rồi B50 đen nụ. Đó, em bán cho cả nhà mình với giá là 200.000 nha. Đó, hôm nay thì hiện tại vườn nó nở, em chỉ lựa được mấy chậu này thôi. Rồi các anh chị em cô chú nhà mình có cần thêm thì hôm sau lại nở ra thì em lại lựa cho cả nhà mình nha. Đó, cái này mà nhà về cả nhà mình mà muốn sưu tầm cho nó chuẩn thì như ví dụ cả nhà mình thứ nhất có thể là đánh dấu lại nè, đánh dấu lại là thân mắt đen nè, hoặc là mình có thể mình tách mình trồng riêng rồi tiếp tục những cây sau là mình lại sổ tiếp đó, rồi mình gầy giống ra, mình gầy giống mình được một chậu to mắt đen thì rất là giá trị đúng không ạ. Hầu như cái hoàng phi hạt mắt đen này thì nó cũng rất là ít, như vườn em trồng thì cả nhà mình thấy đó, số lượng rất là nhiều mà để sổ được mắt đen thì nó rất là ít nha. Đó, các anh chị em cô chú nhà mình mà có cần giống lan gì thì cứ nhắn tin qua Zalo, số điện thoại là 0392497, cứ nhắn tin qua Zalo của bên em. Bên em có những hàng gì thì em sẽ báo cho cả nhà mình nha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình video clip sau nha.